Năm 2023, tỉnh Long An có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác điều hành giám sát, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Với sự sâu sát, Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo, nhất là vào thời điểm quyết định ở những ngày cuối năm, nhằm yêu cầu các sở ngành địa phương quyết liệt hơn nữa để giải ngân 100% vốn đầu tư công. Tính đến ngày 20 tháng 12, tỷ lệ giải ngân trung bình của tỉnh đạt hơn 91% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ. Mặc dù tỷ lệ giải ngân của tỉnh đang đứng thứ 5 trên 114 chủ đầu tư của cả nước và đứng thứ 2 trên 63 tỉnh, thành phố, nhưng tỷ lệ giải ngân chưa đáp ứng được yêu cầu 100%. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục yêu cầu các sở ngành địa phương, các chủ đầu tư thường xuyên ra soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, đặc biệt là là về mặt bằng thi công, vật liệu xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị thi công cố tình gây khó khăn, lâm chậm tiến độ thi công, hạn chế kéo dài thời gian thực hiện dự án, làm đội vốn dự án, lãng phí vốn đầu tư, quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch.